Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cha, các má, các chư liên hữu đồng tu. Ngài Ấn Quang Đại Sư tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông có dạy rằng: Ngày 30 tháng Chạp là ngày chấm dứt một năm, nếu chẳng thu xếp trước cho khéo thì chủ nợ oan gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm chung chính là ngày 30 tháng Chạp của cả một đời người. Nếu tư lương tín nguyện hạnh chưa đủ, vẫn còn tham sân si, tập khí ác, thì oán gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách đòi nợ, chẳng dung cho mình. Đừng nói đến những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, đành không biết làm cách nào, phải theo nghiệp thọ sanh. Dù đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành, thật sự thì cũng giống hệt như vậy. Sẽ bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ, lục đạo, vĩnh viễn, luân hồi. Muốn cầu con đường thoát khổ chỉ có cách niệm Phật. Lo nghĩ đến, niệm niệm, lo nghĩ đến lúc chết, sợ rằng chết sẽ đi đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì Phật niệm sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành. Hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Ngài lại dạy, niệm Phật phải có hộ niệm để tránh sơ suất khi lâm chung. Lâm chung phải khéo léo tổ chức hộ niệm. Khéo léo là phải biết sắp xếp gia đình, thân bằng, quyến thuộc, phải biết cách khai thị hướng dẫn, biết cách chia phiên niệm Phật. Những điều ấy chẳng thể nghiên cứu qua loa mà biết được. Ngài lại dạy, phàm phu như chúng con phải nghiên cứu kỹ để áp dụng cho chính mình, người thân yêu của mình và những người hữu duyên hưởng được sự lợi ích lớn nhất. Hôm nay lại một lần nữa chúng con lại thỉnh cầu lão cư sĩ Diệu Âm, lại vì hàng phàm phu như chúng con mà giảng nói, để chúng con hiểu thật kỹ phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sinh, để đời này chúng con giúp người và giúp chính mình có phước phần đi về Tây phương cực lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn MC Diệu An nhắc nhở những lời thấm thía vô cùng. Chư tổ trong Tịnh Độ Tông, vị nào cũng nhắc nhở cho chúng ta lo niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mới có cơ hội một đời này thoát khỏi tam độ ác đạo. Thực sự phàm phu chúng ta khi mất thân người này, lấy lại thân người trong đời sau khó quá chư vị ơi. Tất cả những lời khai thị của Ấn Tổ đều nhắm vào những người phàm phu như chúng ta. Và ngay trong kinh Phật, Phật cũng nhắc nhở đến người phàm phu chúng ta. Đến thời mạt pháp này, ngoài pháp niệm Phật vãng sanh ra, khó tìm đâu ra một cơ hội cho mình thoát nạn đấy. Ngài Thiên Như nói một câu mà nhiều khi mình đọc đến lời khai thị của Ngài làm cho mình sợ đến rợn tóc gáy. Ngài nói: mạt pháp chi hậu, kinh đạo diệt tận, chỉ lưu A-di-đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Nhược bất tín giả, ưng đọa địa ngục. Nghe bốn chữ cuối cùng mà làm cho chúng ta rụng rời. Ngài nói mạnh quá, không biết Ngài nói như vậy có quá đáng không? Xin thưa với các bà, các má,
Ngài nói từ trong kinh Phật ra đấy. Ngài nói bằng cái hiểu biết rõ rệt khi Ngài đã ngộ đạo đấy. Chỉ lưu A-di-đà Phật tứ tự, Ngài cũng nhắc là tứ tự nữa, tức là bốn chữ thôi. Câu này thấm thía lắm chư vị ơi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chính Đức Thế Tôn cũng nói câu tương tự như vậy. Mạt pháp chi hậu, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bỉ ai mẫn, chỉ lưu thử kinh, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ ba tuế. Ngài nói Ngài chỉ lưu cái kinh A-di-đà Phật thêm một năm, 100 năm nữa. Ai mà ngộ tư kinh giả, giai khả đắc độ. Người nào mà tụng kinh này, hành theo kinh này, đều có thể đắc độ. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, Đức Thế Tôn dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những dòng chữ gì đều dồn vào câu mười niệm tất sanh trong lời đại nguyện thứ 18 của Đức A-di-đà đấy. Ngài Thiên Như nói nếu mà những người không tin thì không trước thì sau, không sau thì trước, trốn không thoát khỏi cảnh địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì chính Đức Thế Tôn nói thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, tìm không ra một người đắc đạo. Vì tìm không ra một người đắc đạo mà Phật còn nói nhân thân nan đắc nữa, thì con đường nào đấy? Xin thưa với chữ vị, nếu rơi vào trong hàng súc sanh ngu muội rồi thì tiếp tục ngu muội mà tạo nghiệp, làm sao một đời sau có một con súc sanh có quyền thoát nạn? Địa ngục nằm trước mắt. Rơi vào hàng ngã quỷ thì làm sao có thể trong vòng 9.000 năm nữa là hết thời hạn độ sanh của Đức Thế Tôn rồi, thời gian này làm sao thoát nạn được? Chính vì thế mà Ngài Thiên Như nói nếu mà không tin thì hàng phàm phu chúng ta ưng đọa, nghĩa là không trước thì sau, không sau thì trước, cũng đi vào con đường địa ngục. Mình nghĩ thương cái thân phận của mình mà chư vị ơi, lo niệm Phật đi, đừng nên sơ ý nữa. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói thời mạt pháp này tất cả kinh pháp của Phật, kinh sám của Phật không còn đủ sức để cứu một phàm phu vượt qua sanh tử luân hồi. Chỉ còn cậu A-di-đà Phật. Chư vị coi, tất cả chư tổ đều nói một lời, một ý. Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài nghiên cứu tam tạng kinh điển, lầu thống mật hiển giáo thiền, cả điều lầu thông, rồi Ngài chỉ quyết định một bộ kính A-di-đà và một câu A-di-đà Phật niệm tốt cục từ sáng đến chiều. Chư vị thấy chư tổ khó khổ vô cùng, làm gương cho chúng ta. Ngài nói chính tôi đã nghiên cứu tam tạng kinh điển, ẩn thân trên tầng kinh các 30 năm để học kinh học giáo, sau cùng chỉ chọn một câu A-di-đà Phật và một bộ kinh A-di-đà, rồi Ngài niệm tất cùng. Chư vị ơi, nếu mà chúng ta sơ ý không chịu nghe lời tổ, nếu chúng ta sơ ý không chịu nghe lời Phật,
chẳng lẽ chúng ta mới đành đoạn chấp nhận đi vào những cảnh khổ nạn mà theo như kinh nghiệm chúng ta đã từng thấy qua trùng trùng những người thân chúng ta bị nạn sao? Vậy thì phải lo thương cái thân phận mình mà niệm câu A-di-đà Phật. Chư vị ơi, chư vị có thấy một câu A-di-đà Phật niệm lên dễ dàng không? Đơn giản không? Ai cũng nhớ phải không? Nằm trên giọng niệm câu A-di-đà Phật cũng được. Đi nhổ cỏ niệm câu A-di-đà Phật cũng được. Bận quá thì trước giờ ăn cơm mình niệm A-di-đà Phật cũng được. Trước khi ngủ mình niệm A-di-đà Phật cũng được. Nằm trên giường hãy tiếp tục niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nhập tâm luôn chư vị ơi. Tứ tự A-di-đà Phật cứu mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà tại sao chúng ta lại nhường cái câu A-di-đà Phật cho người khác niệm, còn mình thì niệm những cái khác để làm chi? Đúng không chư vị? Hàng phàm phu phải đi theo con đường phàm phu. Hàng phàm phu phải đi theo con đường dễ tu, dễ hành, dễ chứ. Tại sao vậy? Tại một câu A-di-đà Phật thành tâm niệm dễ vô cùng. Còn thành tâm đọc một lời kinh, một lời chú dài quá nhiều khi mình quên. Giờ đấy mình còn nhớ, đến lúc đó thân thể suy kiệt rồi, phải không chú Chính? Tứ đại phân ly rồi, phải không các vị? Muốn đọc cho trọn bài kinh kiếm kiếm một chút phút, đọc không được. Đọc không được thì tự nhiên tâm mình rối. Đọc không được thì tâm mình lo. Đọc không thành tâm thì tự mình cảm thấy hình như là sự gia tốc mờ mờ mịt mịt, tâm mờ mờ mịt mịt thì đi theo cánh mịt mịt mờ 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 chịu nào. Còn một câu A-di-đà Phật bốn chữ rõ ràng, trong những lúc mà ngột ngột thở không ra, chuẩn bị buông bão thân đây, ta vẫn có thể vùng lên niệm được A-di-đà Phật. Và xin thưa với các cụ, các ba, các má, từ bây giờ mà mình niệm A-di-đà Phật với lòng thành mình được. A-di-đà Phật và chư Phật trên mười phương phóng quang gia trì rồi. Được chư Đại Hồ Pháp phóng quang gia trì rồi. Các ngài yểm trợ cho chúng ta mà chúng ta còn lo niệm không được nữa sao? Chỉ sợ là cái tâm chúng ta yếu quá, lòng tin của chúng ta yếu quá, chúng ta không chịu nghe lời Phật, chúng ta không chịu nghe lời Tổ, chúng ta không chịu nghe những vị đại sư trong chánh tu hành. Thành ra chúng ta cứ mập mờ theo những cái vọng tâm chúng ta mà tu những đường quá khó khăn. Với một người phàm phu đi con đường khó khăn làm sao thoát nạn? Trong khi các cụ già đang nằm trên giường, các cụ hãy niệm Phật đi, các cụ sẽ vãng sanh giống như từng cái đường giống này. Chư vị hộ niệm đã giới thiệu cho chúng ta những người đã thành tựu. Mong cho tất cả chư vị hãy đi con đường thành tựu đạo quả đức. Khi thành tựu rồi thì chư vị rộng đường cứu độ chúng sanh. Lúc đó tùy cơ ứng biến, tùy tâm sử dụng, chúng ta có thể quyền làm bất cứ cái gì theo duyên của chúng sanh. Vậy thì mong chư vị quyết chí niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Một đời này về Tây Phương là chúng ta có tất cả. A-di-đà Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A-di-đà Phật. A-di-đà Phật.